Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020. Thì trên màn hình nhỏ quý vị đang xem thì chúng tôi đang chuẩn bị là tháo dỡ một chiếc tủ bầu chùa chất liệu bằng gỗ Vũ Ta Quảng Bình, là chuẩn bị đi lắp đặt và bàn giao cho chú một chú khách hàng, đó chính là chú Thắng. Chú đến từ Phú Đô, thành phố Hà Nội. Phú Đô thì rất là nổi tiếng với làng Bún. Chú Thắng cùng bạn chú là một khách hàng quen với cửa hàng của chúng tôi, đã mua giao lưu cửa hàng chúng tôi một vài sản phẩm rồi. Thì do cái nhu cầu của chú là muốn phục chế lại chiếc tủ chùa bầu như này, thì chú đã có nhu cầu thì chú đã nhờ cửa hàng chúng tôi. Thì lay đúng như cái yêu cầu của chú thì chúng tôi đã cho thợ phục chế lại rất là đẹp và nguyên trạng lại cái chiếc tủ bầu như này. Thì đây là một trong những chiếc tủ bầu cũ chất liệu gỗ Vũ Ta Quảng Bình. Thì quý vị nào mà quan tâm, mà có nhu cầu muốn mua hoặc sở hữu một chiếc tủ chùa tủ bầu như này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 888, hoặc có thể vui lòng về tại địa chỉ của chúng tôi qua cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Thì ở cửa hàng chúng tôi còn bán rất nhiều những cái món sản phẩm, nhiều mẫu mã khác như sập gụ, tủ chè, bàn ghế các loại tủ, tranh, khảm, kệ tivi và tủ bày đồ. Đó, và đây là cái hình ảnh chúng tôi đang chuẩn bị là tháo dỡ ra và gần xong rồi để đi bàn giao đúng cho chú Thắng. Bàn giao cho chú Thắng, chú đến từ Phú Đô, thành phố Hà Nội. Thì những cái ngày này là những cái ngày cuối năm rồi và rất là tất bật. Nó cửa hàng của chúng tôi cũng cho thợ anh em là hoàn thiện và xi sáp lại, đánh giấy ráp lại và hoàn thiện lại những cái món sản phẩm để phục vụ được tất cả các quý khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi về mới nhất và thường xuyên nhất. Và hơn nữa để cho cửa hàng chúng tôi ngày càng phát triển hơn, để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất, làm ra những cái món đồ siêu VIP và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Thì sau đây tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào. Thank you.